madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Chào mừng tất cả các chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, hôm nay chiếc sự màn hình của mình thì một chiếc xe mã số 85A06932 này. Bên em bán cho anh chị với giá thành là 56 triệu đồng. Trước khi em review chiếc xe này thì em trân trọng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các cô chú và anh chị đang xem clip này. Xe này tên em nó là Daewoo Lanos, sản xuất đời 2000, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái, trợ lực, đồng sơn si, nội thất khá là sạch sẽ anh chị ha. Xe thì em nó mang một lớp sơn màu trắng, nước sơn bên ngoài thì lên một bộ tem thì anh chị nhìn thấy cũng khá là xịn sò ha. Với 56 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe này, tập chạy tập lái, đi vòng vòng và cũng khá là ok nha anh chị ha. Và con xe này thì được em có lấy ở ngoài Phan Rang về anh chị, và cũng đã một cuộc hành trình rất là xa. Và bây giờ em nó đang có mặt tại ở chi nhánh 3 ở Đồng Nai anh chị ha. Ở đằng sau thì em nó có trang bị một cái cản đuôi gió để nhìn cũng rất là hài hòa, đèn bọn cũng rất là sạch sẽ, rất là sáng. Mấy cái vệt vệt màu mờ mờ này là do cái lưới để mình che nắng anh chị, nên nó mờ mờ chứ không phải là nó bị xấu đâu chị nha. Cái sơn con xe này khá là đẹp. Đây, cửa nẻo thì bây giờ em sẽ review cho anh chị xem ha. Chi tiết thì hệ thống ở bên trong của em nó thì chiếc xe màn hình quý cô chú và anh chị cũng hình dung thấy rất là sạch sẽ. Táp bi táp lô của em nó đây, táp bi của em nó rất là đẹp anh chị ha, vân viết đồ nổi còn rất là ngon lành cành đào. Tiền cột thì nói chung là những dấu hiệu này thì lên nói lên chiếc xe của mình không có bị quẹt vô trong xương anh chị ha. Nói chung va quẹt thì bình thường, cản động đất là bình thường. Nội thất ở bên trong của em nó thì chiếc xe màn hình anh chị thấy không, rất là sạch sẽ. Với một phân khúc chỉ có 56 triệu đồng thôi, quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe này. Trần bọng của em nó thì được bọc một lớp ghế, một lớp da, nhìn rất là ok. Nói chung xe này thì thích hợp cho anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa ha, chạy vòng vòng, đặc biệt dành cho các anh trai đi tán gái cũng khá là ok. Một cái form dáng rất là đẹp. Đó, cửa nẻo đông rất là khít nha quý anh chị. Đó, anh chị thấy không? 56 triệu đồng thôi. Quý em sẽ có một ngay một chiếc xe thay thế một chiếc xe Honda. Băng ghế sau thì chiếc sự màn hình anh chị cũng thấy ha, rất là sạch. Nội thất con xe này khá là đẹp mắt nha anh chị nha, nội thất rất là đẹp. Đó, từ táp bi, táp lô, cửa tài, cửa phụ, mọi chức năng của em nó hoạt động là full anh chị ha. Anh chị thấy không? Nẻo đóng rất là chắc nha anh chị nha, tiếng ngay chắc nổi không? Một cái form dáng thì nhìn cũng khá là xinh xắn. Đó, và xe này thì ở đó em có mua lại của dịch vụ vận tải Hoàng Long anh chị ha. Đó, chị thấy không? Thì anh chủ xe này hồi xưa anh làm bên vận tải con xe này để anh lấy anh làm công vụ. Thì bây giờ anh không có nhu cầu anh sử dụng thì anh bán lại cho bên tụi em. Đây là ghế tài và táp bi cửa tài cánh cửa được sử dụng nhiều nhất. Xe này sản xuất đời 2000 thì hạ kính của em nó là kính quay tay nha cô chú và anh chị. Đó, kính cửa của em nó là quay tay hết. Tay lái trợ lực thì rất là nhẹ rồi, thích hợp cho anh chị tập chạy tập lái. Đó, keo chỉ thì có chỗ còn chỗ mất, mà những nói chung chiếc xe này thì với một khúc 56 triệu thì không thể đòi hỏi quá nhiều. Xe nó sạch sẽ, liền lạc, ngon lành cành đào như vậy rồi. Máy lạnh, máy liếc đồ là ok nha anh chị nha, máy lạnh cực kỳ sâu. Mà mặt bàn thờ thì anh chị thấy em nó rất là sạch sẽ, ngon lành. Với 56 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay chiếc xe này, thích hợp cho mình chạy vòng vòng, cà phê, cà pháo. Một cái form dáng thì cũng khá là ok. Mọi chức năng con xe này là full nha anh chị nha, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu ha, không thiếu một chức năng gì hết. Đó, nội thất thì quá sạch sẽ anh chị thấy không, ghế bọc khóa là ok. Cửa nẻo thì bên cánh cửa phụ, bên cửa tài đóng rất là chắc. Đây là cánh cửa đằng sau bên phụ. Quý chị cô chú cũng hình dung chiếc sự màn hình cũng thấy. Nói chung con xe này thì rất là liền lạc, sạch sẽ. Đồng sơn si từ nội thất tới ngoại thất của em nó. Cái
form dáng thì nhìn cũng rất là xinh xắn và được lên một bộ tem, nhìn cũng hài hòa với một chiếc xe. Trước cái đầu thì có dán chữ Decovery đó, khám phá đó, một cái form mặt ga lăng thì anh chị thấy không? Rất là đẹp ha. Đèn bọng cũng khá là ok nha cô chú và anh chị. Và bây giờ em sẽ review cái dàn máy cho anh chị cô chú cùng tham khảo ha. Đó. Với dung tích xi lanh là 1.5, nhiệt độ tiêu hao nguyên liệu của xe này là 6-7 lít trên 100 cây số nha anh chị ha. Hệ thống của em nó là xài phun xăng điện tử, máy móc nổ cũng rất là thì thầm anh chị ha. Đó, xe máy móc thì trên là nổ ok, không có nhớt nhau. Đó, cái sự hình thì anh chị ha, xe rất khô ráo sạch sẽ. Nói chung là xe này thì nó xài phun xăng điện tử thì nó cũng không có hao xăng, cho anh chị chạy tẹt luôn là 7 lít ha. Tích xăng trên 100 cây số thôi. Dung tích xi lanh của em nó chỉ có 1.5 thôi. 1.400 mấy cm khối mà nhân cho 1.5 đi. Đó, nắp capo thì chị thấy sạch sẽ, liền lạc. Đó, keo chỉ thì vẫn còn nguyên bản vậy thôi. Đó, và anh chị nào thích đó, sở hữu con xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào ở khu vực miền Bắc thì xin vui lòng nhận xe tại bến xe Mỹ Đình hoặc là Đông Anh Hà Nội. Bên em sẽ áp tải chiếc xe này bằng xe lồng cho anh chị trong thời điểm bây giờ thì với một phân khúc số tiền là khoảng 6 triệu anh chị vận chuyển tới đấy. Còn cô chú anh chị nào ở khu vực từ miền Trung đổ về tới miền Tây thì xin vui lòng hỗ trợ cho ít chi phí tiền tài chi phí, em sẽ áp tải chiếc xe này tận nhà cho cô chú và anh chị. Và bên em thì chỉ miễn phí trong vòng bán kính 100 cây số, ngoài 100 cây số thì anh chị vui lòng hỗ trợ cho ít chi phí ha. Đó, 68 triệu cho chiếc Daewoo Solanos sản xuất đời 2000, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn tay lái trợ lực. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah, yeah.